Đang thấy công trình có ba cái, thấy cái móng làm hay quá, tới ba lớp đà là bây giờ này chiều rồi. Có ông kia cũng ăn cơm có ông mình kìa. Ăn mình ên à. Để vô quay giới thiệu với mọi người chút xíu. Cái này ngang nhiêu anh hả? Ngang 10m8, dài 23. Ngang 10m8, dài 23 hả? Cái này nó xây nhà cấp 4 mái Thái luôn hả? Biệt thự Biệt à? thự Biệt thự à? Biệt thự mái Thái hả? máy đổ À, mái đổ luôn, đổ lên bê tông lên mái luôn cái gì? Này tới ba lớp đà luôn mà, mình nhìn thấy kỹ quá trời luôn. Này lớp trên nữa là lên chắc 10 mét mấy ta? từ so với mặt lộ lên lên từ trong đất này á, là lên 2m35. 2m35 hả? So với mặt lộ là nó cao hơn mặt lộ là một một mét 35. À, so mặt lộ 1m35 tức là cao hơn cái kia rồi. Nhìn thấy móng cao vậy cho nên là mới phải lên tới ba lớp đúng không? Ok, đi vô đâu. Cái lớp thứ hai này là bên thầu tự ra, thì thấy móng cao quá là nó ra thêm vô. À, thiết kế luôn mà, bên này ông máy ông thiết kế, vừa thiết kế thi công luôn mà. Đúng rồi, Việt Nam. Việt Nam thấy làm mà thấy ngồi thấy cũng kỹ luôn. Anh có chia sẻ thêm không? Anh cho mọi người hơi quay thôi. Đây cái đài này, đây cái đài của cọc ha. Đây là lớp đài thứ hai, còn lớp đài thứ ba đang chuẩn bị đổ rồi, thấy lên đổ tới ba lớp đó. Cái này là gạch bao luôn nè, gạch cái dưới chân đây là họ ta xây gạch, ta xây bao cái đường đà luôn ha, ta đổ đà bên trong, ta xây gạch xung quanh luôn hết, giống như cái lần trước mình thấy cái móng kia người ta làm. Này người ta làm đường phiền gạch hết, chừa thép lên. Nhưng trước thềm này người ta cũng chừa gạch, đã chừa râu ra, thép râu ra hết rồi. Đây người ta chừa râu ra hết này, chừa râu để sẵn này. Chừa râu hết. Cao 2m3. Đi vòng ngoài xíu ha. Đây bên đây cái người ta cũng chừa thép râu ra luôn, bên ngoài này có bậc tam cấp xuống chừa thép râu luôn nữa. Chỗ nào mà có gắn gì gắn liền với đà đồ là người ta lên thép râu hết. Chừa ra hết, khỏi sợ nứt. Mấy cái này giờ cũng lên trụ trước đây này, để cái học để đổ bê tông vô hả, để mấy cái trụ lên. Tất cả mấy cái trụ ở đây này. Bên đây cũng thử thông luôn, trụ trước luôn à, xây hết. Học rồi tới cây này tới 8 cây hả? Ngày các bạn thiết kế là cái cây này 16, cây này 14 thôi. 4 cây 16, 4 cây 14 chứ không phải là 16 hết hay 14 hết. Rồi thấy đang vô kỹ ha, đó thấy cái lớp đà dưới, lớp đà dưới đổ hết, nhìn thẳng khóm đẹp quá ha.
liên kết nhìn bài bản. Bên trong bắt đầu trét vách đó rồi, để chuẩn bị bơm cát vô rồi. Xếp lên cái nữa, đổ lớp đài nữa, chuẩn bị bơm cát rồi. Bên trong trét. Cái này đổ rồi ha, trộn rồi, chắc đổ rồi. Đang xây dở dang. Trời tối rồi. Không biết mọi người có coi được không nữa. Đà thép rồi lên đây. Ba lớp đà. Tối quá rồi. Tối quá rồi. Sập xuống giờ là may cái kéo cho nó sập nhanh quá. Thôi chắc mọi người khó thấy rồi ha. Lên giới thiệu xíu rồi ốp mọi người coi được cái gì coi, bữa nào mình quay thêm.